Rồi, xin chào các em. Ta đến với câu 3. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ giảm cái lượng này xuống nhỏ hơn 15,9 gram nữa các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ vẫn xét tương tự. Tại thời gian là t giây thì chúng ta vẫn xét hai quá trình, đó là đồng 2 cộng nhận 2 electron thôi. Thành kim loại là đồng. Còn là Cl trừ sẽ vẫn cho electron thành khí clo. Khí và kết tủa tạo thành là làm cho M dung dịch nó sẽ giảm đi ha. Chúng ta chưa chắc là có quá trình nào tiếp theo hay không. Vậy đó, chúng ta phải xét được thời gian là 1,5 t giây. Tại 1,5 t giây thì cũng giống như hai bài câu 1 và câu 2. Đồng 2 cộng vẫn nhận 2 electron thành kim loại là đồng. Clo trừ vẫn cho electron thành khí clo. À, thành khí clo nha. Rồi. Người ta nói rằng là tại thời gian 1,5 t giây thì nước đã định phân ở hai cực rồi. Thì chúng ta cho nước định phân thôi. Bạn sẽ cho nước nhận electron thành 2OH trừ và khí hydro. Rồi tại anode là nước sẽ cho E. Tất nhiên các bạn phải thuộc bài ở đây nhé để viết cho nó nhanh. Rồi, thì người ta nói rằng là khối lượng cathode tăng 9,6 gam, có nghĩa là với 0,15. Khối lượng cathode tăng chính là khối lượng của kim loại là 0,15. Vậy số mol E cho này là 0,3 và đồng ban đầu sẽ là 0,15. 0,15 thì các bạn sẽ suy được dựa vào tổng khối lượng này. Đấy, các bạn bấm, các bạn trừ ra thì các bạn sẽ có được kali clorua là 0,2. 0,2 mol. Thế như vậy có nghĩa là Cl trừ là 0,2. Chúng ta sẽ quan sát được số mol này đây là 0,2 và tương tự. Vì 0,3 lớn hơn 0,2, có nghĩa là Cl trừ sẽ hết trước đồng 2 cộng. Do đó, khí oxy sẽ được tạo ra trước, có nghĩa là môi trường ở đây sẽ là môi trường axit trước này. 4x. Hydro cho bạn chọn là Y đi. OH trừ sẽ là 2Y và electron sẽ là 2Y. Vậy thì vẫn là bảo toàn E nhé. Thì các bạn sẽ có là 0,3 này cộng cho 2Y, với 3 cộng 2Y ở đây ha, bằng 0,2 cộng cho 4X. Rồi các bạn sẽ suy được cái phương trình là 4X trừ cho 2Y bằng 0,1. Điều này là đương nhiên, tại vì là Cl trừ hết trước thì H cộng sẽ được tạo ra trước OH trừ, H cộng nhiều hơn. Môi trường chúng ta sau cùng sẽ là môi trường axit, đúng không? Thì số mol H cộng dư bằng là 4X trừ cho 2Y đó. Tại vì là OH trừ là 2Y sẽ bị trung hòa bởi H cộng rồi, mất rồi. H cộng còn dư đây là 0,1 mol. Và tương tự như thế ta làm cái phương trình là nhôm oxit hòa tan trong 6H cộng. Và với H cộng là 0,1. Đó, thì các bạn sẽ dễ dàng bấm được là Al23 là 0,1 chia 6 và kết quả cũng tương tự như hai bài trước. Bằng 0,1 này chia 6 nhân 102, các bạn cũng sẽ có được 1,7 gam thôi nhé. Ok, 1,7 gam. Rồi, bây giờ xong là ta đã có được cái số mol của đồng 2 cộng và số mol của Cl trừ lúc ban đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xét thử vào đây. Theo kinh nghiệm đúng không? Thì chúng ta sẽ phải xét là Cl trừ là 0,2, Cl trừ là 0,2 mol. Thì nó sẽ cho một lượng E là 0,2 và cái lượng khí nó tạo ra là 0,1. Đúng vậy. Vậy thì với electron chỗ này là 0,2 này thì electron chỗ này cũng sẽ là 0,2. Vì nếu chúng ta test là 0,15 thì 0,3 nó to hơn, cái nào nhỏ e nhỏ hơn thì mình xét trước. Vậy thì điều này có hợp lý hay không? Chúng ta sẽ xét là đồng tạo thành và clo làm cho M dung dịch giảm ha. M giảm bằng 0,1 nhân 64 bạn cộng cho 0,1 nhân cho 71 và các bạn bấm nó bằng 13,5 gam. Vô lý quá, nó lớn hơn cả 12,15 mà đề bài yêu cầu. Đề bài yêu cầu gì giảm là 12,15 gam thôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đã xét cái lượng nhỏ là hơn là lượng clo mà cái lượng M dung dịch giảm của chúng ta lớn hơn đề bài yêu cầu. Vậy có nghĩa là ở đây Cl trừ cũng không được phép hết. Nếu mà clo trừ chưa hết thì đương nhiên là đồng 2 cộng cũng chưa hết, các bạn không? Clo trừ là nó nhỏ hơn mà nó chưa hết này. Vậy thì đồng 2 cộng cũng sẽ là chưa hết luôn. Vậy thì khi đó nước chưa bị điện phân ở bên nào cả, Cl trừ vẫn còn dư và đồng 2 cộng cũng vẫn còn dư luôn. Thì cái bài toán này rơi vào trường hợp dễ nhất luôn các bạn nhé. Trường hợp dễ nhất. Thì khi đó các bạn cứ đặt cái này là A mol thôi. Đó. Thì số mol electron chỗ này là 2A. Ở đây là 2A, cái đồng tạo ra chỗ này là A mol và khi đó rất là dễ, đây là đây. Đấy, hợp lý ha. Thì M giảm ở đây bằng, bạn phải tinh tế từ từng bài nhé, khi khối lượng này nó thay đổi nè các bạn phải xét 64A
cộng cho 71A bằng 12,15. Đó, và các bạn sẽ bấm ra A bằng, số A bằng 12.15 các bạn chia cho 64 cộng 71. À, các ra là 0,09. 0,09 mol. Vậy thì số mol E lúc này là bằng 2A đúng không? Là 2A là 0,18. Đó bằng Y, IT, Y là 5. T chưa biết, chia 96.500. Thì khi đó cái chỉ số T của các bạn nó sẽ còn nhỏ hơn rất nhiều. ba bốn bảy bốn giây. Rồi thì đáp án của chúng ta chỉ này là câu A các bạn nhá. Rồi, chúc các bạn thành công với cái dạng bài điện phân mà khối lượng dung dịch giảm nhá.